Người dùng chỉ nên mua iPhone chính hãng. Sim ghép từ lâu được xem như một vũ khí lợi hại giúp iPhone khóa mạng có thể hoạt động được với các nhà mạng bên ngoài như iPhone quốc tế. Ở thị trường Việt Nam, iPhone khóa mạng chủ yếu được nhập về từ Mỹ hay Hàn Quốc. Với những chiếc iPhone khóa mạng như vậy, người dùng muốn nghe, gọi, nhắn tin và dùng dịch vụ data bình thường thì buộc phải có cứu tinh là sim ghép. Tuy nhiên thời gian gần đây, việc Apple liên tục chặn sim ghép đã khiến những người dùng iPhone khóa mạng tại Việt Nam lao đào. không chỉ câu chuyện liên quan tới iPhone khóa mạng iPhone sách tay nói riêng và mọi thiết bị Apple không chính ngạch tại thị trường Việt Nam nói chung, cũng đã được Apple áp dụng chính sách bảo hành mới từ ngày 31 tháng 7 năm 2019. Theo đó, những thiết bị không có hóa đơn đi kèm đều sẽ không được hỗ trợ bảo hành bởi các đơn vị bảo hành ủy quyền của Apple tại Việt Nam. Thực tế ghi nhận trên thị trường iPhone trôi nổi tại Việt Nam, iPhone khóa mạng đang bị người dùng quay lưng. Bên cạnh đó, iPhone quốc tế dạng sách tay cũng không còn đắt khách như trước.